Vâng các bác, một chiếc BMW C400GT vừa mới hoàn thiện dán phim bảo vệ sơn và chống xước giúp tăng bóng sơn xe ở tại Kinh Quốc Hà Nội các bác. Cùng mình theo dõi một chiếc xe cực kỳ đặc biệt này. Quay đằng trước thì anh trai cũng độ thêm đèn này phá xương, đèn trợ sáng. Đấy. Dòng xe mô tô phân khối lớn người ta hay rất hay độ. Không biết là loại đèn này là đèn gì đây các bác? LB cái gì? Các bác đoán xem cái đèn này của nó khoảng bao tiền. Thì ngoài dán phim BBF toàn bộ sơn bóng đèn. Đấy, về sau anh đi rất yên tâm, nó đã giúp về mặt sơn của chiếc xe này cực kỳ bóng đẹp. Về sau không còn tình trạng sơn răm sơn xoáy. Và bên mình cũng điểm thêm tất cả những cái một số vị trí giải tem phản quang theo yêu cầu của khách, do ở tại Kinh Quốc Hà Nội có bộ phận in ấn và thiết kế làm được hết luôn cả phần tem xe. Đây, hai bên hông cũng thêm giải tem phản quang này. Các bác nào mà hay đi phượt hay đi xa, vừa lắp thêm đèn phá xương lại vừa có cái giải tem phản quang tinh tế điểm nhấn như thế này thì nó cũng càng an toàn và độc đáo hơn các bác nhé. Chỉ với hơn 300 triệu thôi các bác có muốn sở hữu một chiếc xe như này hay không? Thi công thêm BBF xe máy hoặc xe phân khối lớn không hề đơn giản đâu các bác nhé. Thậm chí còn khó hơn ô tô do các cái vị trí của nó ngóc ngách nó cực kỳ nhiều. Còn đây là toàn bộ phần hông xe, do anh không dán từ đầu cho nên một số phần sơn nó hơi bị xước, nhưng mà sau khi dán lại thì nó đã giúp che xước và anh em hiệu chỉnh về mặt sơn nó cũng đỡ đi rất chi là nhiều. Rồi nói chung là dán mà gần như không dán luôn. Và phim BBF thì tất nhiên rồi nó không có hiện tượng bị vân gài và độ bền của nó rất chi là cao các bác nhé. Bảo hành từ 5-7 năm tùy BBF Mỹ hay BBF của Canada. Và cái hộp phía đằng sau thì bên mình cũng làm thêm tem phản quang theo yêu cầu của anh khách. Còn các bác, nếu các bác muốn làm đẹp dán BBF thì đừng quên ủng hộ Kinh Quốc Hà Nội các bác nhé.